Và từ năm 1921 trở đi, người bắt tay xây dựng lý luận gì đây? Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc cho Việt Nam. Không phải cách mạng cộng sản, mặc dù cho rằng chúng ta không có con đường nào khác con đường cách mạng cộng sản, đó là những tiến tới thôi. Và ở đây thì trong khoảng suốt những năm 20, thế kỷ 20, là người ấy rất tập trung nghiên cứu vận dụng lý luận Marxism vào thực tiễn quốc gia thuộc địa phong kiến nặng nề ở phương Đông để xây dựng lý luận cách mạng giải phóng dân tộc cho đất nước Việt Nam. Vậy thì những quan điểm này thông qua rất nhiều tài liệu sách báo gì đó rất nhiều và gửi cho Việt Nam luôn về trong nước và nó từ từ nó tác động vào Việt Nam. Vậy thì những quan điểm này như thế nào? Chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho Việt Nam ra sao? Giờ cô cũng nghe các nhóm từ nhóm 8 đến nhóm 14 trình bày. Rồi, mời các nhóm này. Rồi, cô mời nhóm 10. Đây là chúng ta mỗi lần này được thưởng nhiều nha, cố nha, nhưng mà thưởng thì khó lắm. Thưa cô và các bạn, đầu tiên đó là tính chất và nhiệm vụ của cách mạng. Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc mà không phải là cách mạng giải phóng giai cấp, là bởi vì ở phương Tây thì có sự mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản, nhưng mà ở Việt Nam là nước nửa thuộc địa nửa phong kiến, cho nên là đây sẽ là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc với lại đế quốc tay sai và đề cao giải phóng dân tộc, nhưng mà sẽ không tách rời giải phóng giai cấp. Tiếp theo đó chính là lực lượng cách mạng, thì chủ nghĩa Mác Lênin lấy trọng tâm là công nhân, nhưng mà ở Việt Nam thì đa số là nông dân và một số ít là công nhân, cho nên là Hồ Chí Minh lấy trọng tâm là công nhân và nông dân và thể trí thức. Về Đảng Cộng sản thì về lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản ở trên các nước thì lấy chủ nghĩa Mác Lênin và phong trào công nhân, còn ở Đảng Cộng sản Việt Nam thì lấy chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân và kèm với đó là phong trào yêu nước. Đối với quan hệ cách mạng của thế giới thì cách mạng giải phóng dân tộc là có liên kết chặt chẽ với cách mạng vô sản của các nước Trung Quốc, nhưng không hoàn toàn phụ thuộc và không hoàn toàn phụ thuộc, không mất đi tính chất chủ động, độc lập và khả năng giành thắng lợi. Còn về phương pháp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, và ở đây không phải là cách mạng của một giai cấp hay là tổ chức. Vẫn sẽ học hỏi về chủ nghĩa Mác Lênin, đoàn kết của nhân dân và cảm ơn em. Nhưng mà với phân tích như vậy thì chưa rõ em. Nhóm anh cần làm rõ từng quan điểm một cũng như phân vận dụng lý luận Mác Lênin chỗ nào, phát triển sáng tạo chỗ nào và tại sao. Phân tích ra tất cả câu hỏi đặt ra và phải làm rõ hết luôn. Vận dụng chỗ nào và tại sao, phát triển sáng tạo thế nào và tại sao, phát triển như vậy cái gì gọi là sáng tạo, tại sao gọi là sáng tạo. Tất cả câu hỏi đó chúng ta cần làm rõ nha. Câu hỏi nhóm khác nào. À, như vậy là chưa đáp ứng yêu cầu. Rồi, cô mời nhóm tiếp tục. Rồi, nhóm ấy đây. Rồi, cô mời nhóm 14 đây. Rồi, nhóm 10 chưa ổn nghe, bổ sung nhiều lắm, như vậy chưa được. Chưa đáp ứng được. Cô nhóm nước sinh viên này, cái tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc. Cái Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng cái lý luận Mác Lênin vào cách xác định là đối với các dân tộc ở phương Đông và Việt Nam nói riêng, thì cái vấn đề về giải quyết cái vấn đề về đấu tranh giai cấp nó không gay gắt như các nước ở phương Tây, và do đó
đồng thời là nó sẽ định hình là cái kẻ thù trực tiếp và cái kẻ thù trước mắt của cách mạng Việt Nam là cần phải đánh đuổi đế quốc và giành lại độc lập cho dân tộc. Cho nên là bác xác định là phải giải phóng dân tộc trước và đi theo cái hướng của cách mạng vô sản mà Lenin đã đặt ra trong cái luận cương của mình. Cái thứ hai là đối với lực lượng cách mạng, đối với lực lượng cách mạng thì theo cái chủ nghĩa Mác Lênin, ông cho rằng là lực lượng cách mạng chỉ bao gồm chủ yếu là đó là tập trung vào cái vai trò sức mạnh của Liên minh Đông Đông. Và còn riêng Mác thì Mác xuất phát từ cái thực tiễn của cách mạng Việt Nam thì Mác đã bật ra cái sự đã vận dụng và sáng tạo chủ nghĩa Mác ở chỗ là Mác muốn là phải giải cách con giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng cả con người. Cho nên là Mác xác định là ngoài cái lực lượng Đông Đông là chủ đạo thì bởi vì cái mâu thuẫn đây là mâu thuẫn của toàn dân tộc, cho nên là mọi cái lực lượng trong cả dân tộc đều phải đứng lên đấu tranh. Cho nên là ngoài cái Đông Nông còn có các cái giai cấp khác như là sĩ, nông, công, thương, sĩ là cái giai cấp trí thức, nông là nông dân, công là công nhân và thương là các cái tiểu thương. Cái thứ ba là lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản. Thì đối với chủ nghĩa Mác Lênin thì Đảng Cộng sản, Lênin đưa ra cái quan điểm là Đảng Cộng sản và sự ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân. Còn đối với lại Chủ tịch Hồ Chí Minh thì người cho rằng là bởi vì cái yêu cầu bức thiết thì người cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có cái sự kết hợp thêm, đó là cái kết hợp của phong trào yêu nước ngoài hai cái gọi là chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân ra. Cái vận dụng sáng tạo ở chỗ là khi mà đưa cái phong trào yêu nước vào thì Bác không hề phủ nhận cái vai trò của chủ nghĩa Mác, mà Bác cho rằng đây là cái cơ sở để Bác tôn trọng cái chủ nghĩa Mác để làm cơ sở để giải phóng. Ngoài ra thì Bác có một câu nói là đảng ta là đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư thiên vị. Bác vận dụng ở chỗ có câu nói là đồng thời là đảng của dân tộc, là sáng tạo của chủ nghĩa Mác Lênin ở chỗ là thứ nhất, Bác coi cơ sở xã hội của đảng không chỉ là giai cấp công nhân mà của toàn thể dân tộc. Thứ hai, Bác coi là đảng không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà của cả toàn dân tộc. Thứ ba là đảng không chỉ trong tim của người đảng viên cộng sản mà là phải gần gũi trong lòng của mỗi đồng bào ta. Đó là cái vận dụng của Bác trong cái việc thành lập đảng và gọi là vận dụng cái chủ nghĩa Mác Lênin. Cái thứ tư là quan hệ với cách mạng thế giới. Thì cái quan hệ cách mạng thế giới này Bác xác định rằng là cái việc giải phóng dân tộc phải đi theo cái quỹ đạo của cách mạng vô sản. Mà trong cái quá trình và trong cái hành trình Bác đi để tìm được con nước cùng ba năm hơn 30 năm thì Bác đã trải qua nhiều cái tầng lớp, nhiều cái ít người, nhiều cái xã hội. Bác cho rằng Bác cảm thấy rằng là cái đế quốc là con vòi, con đĩa hai vòi. Cái việc cách mạng vô sản nó không chỉ ở các cái nước mà bị xâm lược thuộc địa như là ở Việt Nam nói riêng và các cái nước phương Đông nói chung, mà nó còn ở các cái dân tộc, các cái bộ phận vô sản trong Trung Quốc nữa. Cho nên là việc mà tập dụng lên đi nội chỗ, lên đi có nói một câu là tập hợp tất cả các nước vô sản đoàn kết lại. Bởi vì chính vì điều đó cho nên là Bác mới liên kết, Bác mới như hồi nãy cô có nói là Bác muốn tập hợp cái vô sản trong Trung Quốc cũng như là ở các nước phương Đông để mà quốc tế hóa cái vấn đề giải phóng của mình.
Rồi cái cuối cùng là về phương pháp cách mạng. Như các bạn đã biết là ở nước ta cái xác định được cái nhiệm vụ và cái phương hướng đi đó là phải đánh đổ đất quốc, cho nên là bác xác định là phải dùng bạo lực và phải dùng bạo lực, rồi nhưng mà phải có cái sự động viên tổ chức và lãnh đạo của quân chúng, và đứng đầu là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tôi xin hết. Là cô cảm ơn phần trình bày của nhóm kế tiếp là nhóm 14. Được chưa các em? Còn chị tự của chúng không? Mời có nhóm kế tiếp không? Nhóm này các bạn có làm rõ hơn so với nhóm trước, nhưng vẫn còn một số điểm nó vẫn lặng hoàng chưa ra. Các em chú ý giùm cô nha. Để ở đây thôi, phải còn thời gian cho các nhóm xử lý nội dung thứ ba. Đây, tôi chốt lại một số điểm chúng ta lưu ý nha. Đây là bản thảo trong chương trình chính trị đầu tiên. Chúng đỡ nhóm kế tiếp sẽ phân tích chương trình chính trị đầu tiên, và nó là bản chính thức được thông qua hội đại đảng. Còn bản thảo này là đây này. Vậy thì trên cơ sở sau khi lựa chọn các bạn vô sản xong, thì Hồ Chí Minh bắt ngay ngay vào để chuẩn bị hệ thống lý luận các bạn để hỗ trợ dân tộc của Việt Nam. Và với quan điểm thứ nhất, người xác định thế này về tính chất nhiệm vụ các bạn Việt Nam là các bạn giải phóng dân tộc để mở đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Và hai cuộc cách mạng này có quan hệ mật thiết với nhau. Các em chú ý, ở đây người xác định cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc. Vậy trước hết trong lý luận Mác Lênin thì các ông xác định cách mạng vô sản, đúng không em? Tiến hành của cách mạng vô sản xong đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo lý luận Mác Lênin là lý luận để tiến hành của cách mạng vô sản, và tiến hành của cách mạng vô sản xong thì đi lên chủ nghĩa xã hội. Còn theo Hồ Chí Minh thì tiến hành của các bạn giải phóng dân tộc và cũng đi lên chủ nghĩa xã hội. Và do vậy ở nội dung này, Hồ Chí Minh đã vận dụng lý luận Mác Lênin ở cái quyền lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đấy là vận dụng. Còn tiến hành của các bạn gì thì không có vận dụng, đúng không? Với lý luận Mác Lênin, các bạn vô sản, đối tượng nhiệm vụ của cách mạng này, trước hết cách mạng vô sản, đối tượng của cuộc cách mạng này là giai cấp tư sản, đối tượng phải đánh đổ. Và nhiệm vụ của cách mạng này là giải quyết mâu thuẫn giai cấp, nghĩa là mâu thuẫn giữa người nghèo và người giàu trong nội bộ dân tộc, đúng không? Đấy. Nhưng với Hồ Chí Minh thì không phải vậy. Đối tượng của cách mạng thì của dân tộc không phải chủ nghĩa đế quốc chung, cũng không phải giai cấp tư sản Việt Nam, mà là kẻ thù của dân tộc. Đấy là thực dân Pháp, lưu ý này các bạn. Đối tượng các bạn giải phóng dân tộc là để giải phóng dân tộc. Xin lỗi, nhiệm vụ các bạn giải phóng dân tộc là giải phóng dân tộc, giành quyền tự quyết dân tộc, độc lập cho dân tộc nha. Cho nên đối tượng các bạn giải phóng dân tộc là chống kẻ thù của dân tộc, đó là thực dân Pháp, không chống giai cấp tư sản Việt Nam, cũng chẳng có chống giai cấp tư sản chung chung, cũng không có chống chủ nghĩa đế quốc chung chung. Các bạn vô sản lý luận Lenin kêu gọi giai cấp vô sản toàn thế giới đoàn kết lại để chống giai cấp tư sản, chống chủ nghĩa đế quốc, để họ giải quyết cái vấn đề ở riêng Việt Nam. Thì sao đây, cách mạng giải phóng dân tộc, dân tộc thì chỉ giành quyền tự quyết dân tộc, kẻ thù của mình là kẻ thù của dân tộc thôi. Đã chưa? Đó là sự khác biệt vận dụng đó. Rồi, đã chưa? Ghi vào đây để thấy đó là sự vận dụng. Và như vậy đúng hay không thì chúng ta có thể trả lời được đúng. Vì sao? Vì với chính sách không chỉ khai thác quyền lực của Pháp thì dường như tất cả các giai cấp trong xã hội Việt Nam ít nhiều đều có thuộc với dân Pháp. Và nhiệm vụ đặt ra của Việt Nam là phải chống Pháp, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, đúng không? Chứ không phải nhiệm vụ của Việt Nam lúc này đặt ra là giải quyết mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, hay giữa giai cấp phong kiến giữa công nhân và phong kiến, chứ không phải. Không, không phải nha. Cái đây là cái quan trọng nhất, đó là ý đầu tiên.
giờ đó, phân tích chúng ta có thể làm rõ thêm bằng thực tiễn lịch sử Việt Nam như rồi phân tích rõ. Về điểm thứ hai liên quan đến lực lượng tham gia cách mạng, vì là để giải phóng dân tộc, giải quyết mâu thuẫn của tất cả các giai cấp trong toàn dân tộc, cho nên Hồ Chí Minh xác định lực lượng tham gia cách mạng là sĩ, là nông, là công, là thương. Sĩ ở đây không phải là trí thức mà là phong kiến. Nông ở đây công nhân, nông dân. Thương ở đây có tiểu xã, có tư xã, buôn bán sản xuất lớn, buôn bán sản xuất nhỏ, và trí thức ở nằm đây. Được. Vậy sĩ ở đây là phong kiến, phong kiến, nông dân, công nhân và thương. Nó cũng là thứ tự ra đời nó vậy đó. Vậy thì lực lượng tham gia của các bạn sĩ, nông, công, thương, trong đó công nông là chủ và là gốc của các bạn. Khi nêu điều này, điều chí minh lớp vận dụng lý luận Mác Lênin ở việc xác định lực lượng quan trọng là công nhân và nông dân. Tại sao vậy? Tại vì trong lý luận của Mác và Lênin có bổ sung sau này, có xác định thế này. Lênin có xác định, Mác có xác định, phong trào đấu tranh của công nhân sẽ không thể thành công và mãi mãi trở thành một bài ca ai oán nếu không tìm cách liên kết với nông dân. Nên nếu như không tìm cách liên kết với nông dân thì phong trào đấu tranh của công nhân sẽ rơi vào tình trạng như nó giữ bài ca ai oán và không thể thành công. Cho nên để cuộc cách mạng vô sản thành công thì công nhân phải tìm mọi cách liên kết với nông dân, thực hiện liên minh công nông. Được chưa? Và cũng trên tinh thần như vậy và nó phù hợp với thực tiễn Việt Nam luôn. Đây là lực lượng đông đảo vì ông có độ mạnh mẽ. Và vì vậy, Hồ Chí Minh đã vận dụng lý luận này và khẳng định rằng công nông là chủ và là gốc của các bạn. Được chưa? Tuy nhiên, có những điểm vận dụng sáng tạo. Đó chính là ngoài công nhân và nông dân có thêm sĩ và có thêm thương. Đây lại là đối tượng phải đánh đổ của các bạn vô sản. Đối với các bạn vô sản, thương là đối tượng phải đánh đổ. Và để tiến hành các bạn vô sản trong các nước, ở các nước tư bản thế giới, họ tiến hành các bạn tư sản xong rồi. Mà các bạn tư sản đối tượng là phong kiến. Chính vì lẽ vậy, theo sự chỉ đạo của Tế Cộng sản, đối với quốc gia thuộc địa phương Đông, đặc điểm phong kiến còn cực kỳ nặng nề. Thì nhiệm vụ của quốc gia thuộc địa phương Đông ngoài chống nước mất phải chống này và phải chống cả này. Rồi mới lên chủ nghĩa xã hội được. Ý là vậy, anh phải chống triệt để này. À, sau đó ông còn xử lý này luôn, ông cũng chống này luôn. Ý là. Nhưng mà chứ bên này đâu phải. Ở các quốc gia thuộc địa phương Đông nó không chống chứ không? Mâu thuẫn ở các tư bản phương Tây, mâu thuẫn gia nhân gây gắt. Mâu thuẫn với nông dân và địa chủ gây gắt. Ở phương Tây, mâu thuẫn với công nhân và tư sản gây gắt. Nhưng tại Việt Nam không phải như vậy. Tại Việt Nam, nông dân Việt Nam dường như chẳng có gì về tài sản. Thì địa chủ Việt Nam tài sản cũng không có lớn. Hai ông này mâu thuẫn với nhau không gây gắt. Và thậm chí có thể bắt tay nhau vì quyền lợi dân tộc. Hai ông này có cùng một kẻ thù là thực dân Pháp. Việt Nam là vậy nha. Rồi tại Việt Nam tư sản ra đời rất là muộn, số lượng ít, tiềm lực kinh tế nhỏ bé, tiềm lực chính trị chẳng là bao, ra đời sau ngay các công nhân Việt Nam. Cho nên mâu thuẫn với công nhân và tư sản Việt Nam cũng không gay gắt giống như Tây. Vì đó cuộc đấu tranh đây nó cũng không quyết liệt mạnh mẽ như Tây. Và trái lại, hai quốc gia này có cùng kẻ thù là dân Pháp vô, nông công nhân và tư sản. Do vậy, tư sản Việt Nam dù được xem là bị đánh giá, là giai cấp bóc lột người ta. Nhưng anh ta cũng mâu thuẫn với đế quốc, với thực dân Pháp về quyền lợi của dân tộc. Chúng ta là dân tộc mất nước, thì cái ông này ông cũng là người dân mất nước. Tóm lại, theo Hồ Chí Minh, chính vì mẹ như thế, mỗi một giai cấp trong xã hội Việt Nam mức độ khác nhau đều có thuộc về thực dân Pháp, cho nên kẻ lực lượng tham gia của các bạn là hoàn thiện.
và trong đó có vận dụng lý luận Mác Lênin và có cái chuyện sáng tạo. Sáng tạo là nó ghê lắm, nó đã không chấp nhận những cái cách áp đặt của cái quốc tế cộng sản các bạn. Hồ Chí Minh đem cái quan điểm này và được thể hiện trong rất nhiều sách báo tài liệu và gửi về Việt Nam. Nhưng lúc bây giờ những quan điểm này của người hình thành thời gian tại Pháp năm 1953 xong hết. Và như vậy trong mười mấy năm đi, gần cả chục năm chờ đi nghiên cứu các mạng tư sản, người đã hình thành dần dần, tìm hiểu rõ rồi, đến khi chốt xong rồi xây dựng nó là như thế này. Đến năm 1953 người đã xong như thế này rồi, hình thành tư tưởng này rồi, tìm đường về nước là tìm đường về nước liền rồi đó. Thôi đi như đủ rồi đi về. Nhưng bởi vì quan điểm này nó quá trái với quốc tế cộng sản, cho nên con đường quay về khó. Quay về khó, người ta cho rằng đang chống lại quốc tế cộng sản, nói sai quan điểm quốc tế cộng sản. Cho nên Hồ Chí Minh cũng rất nhiều lần gửi thư cho những nhà lãnh đạo quốc tế cộng sản, và trong rất nhiều ý kiến phát biểu người đề nghị thế này: do thủ địa phương Đông có đặc điểm không giống phương Tây, mâu thuẫn giai cấp ở quốc gia thủ địa phương Đông, đặc biệt quốc gia phương Đông không khí cực kỳ nặng nề mà nó lại nghèo, cho nên mâu thuẫn giai cấp không gay gắt giống như phương Tây, đấu tranh giai cấp không quyết liệt giống như phương Tây. Chính vì vậy người đề nghị quốc tế cộng sản khi đưa lý luận Mác Lênin vào quốc gia thuộc địa phương Đông thì hãy bổ sung vào đấy những cơ sở lịch sử cụ thể của phương Đông mới được. Quan điểm của Mác không phải đụng chỗ nào cũng đúng, mà vì mỗi một nơi Mác nghiên cứu đưa ra lý luận của mình là xã hội tư bản phát triển phương Tây, không đảm bảo phương Đông đâu. Vậy thì học Mác là học cái gì? Tư duy lý luận các biện chứng, chứ phải tê si quy si về đọc không được đấy. Nên nó bây giờ không dễ chấp nhận. Cho nên thôi thì đây là một cái đóng góp rất lớn, nó phù hợp với đặc điểm của cái hiệu kiện đồng với Việt Nam và bác đang làm cho Việt Nam nha. Rồi, điểm thứ ba, nói về lãnh đạo cách mạng và đảng cộng sản. Khi xác định lãnh đạo cách mạng và đảng cộng sản, Hồ Chí Minh đã vận dụng lý luận Mác Lênin rồi. Theo lý luận Mác Lênin, đảng cộng sản, theo Mác Lênin thì đảng cộng sản là sự kết hợp giữa gì đây? Giữa là sự kết hợp. Theo lý luận Mác Lênin thì đảng cộng sản ra đời là sự kết hợp giữa lý luận Mác Lênin với phong trào công nhân. Bởi vì lý luận này là hệ tư tưởng cho giai cấp công nhân, đúng không? Và với hệ tư tưởng này làm nền tảng tư tưởng để mục tiêu chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa xã hội của đảng cộng sản. Cho nên đảng cộng sản phải sử dụng lý luận này làm nền tảng tư tưởng kết hợp với phong trào công nhân, nghĩa là thông qua hoạt động thực tiễn, từ phong trào đấu tranh của công nhân ngoài thực tế sẽ xuất hiện những cá nhân ưu tú xuất sắc nổi trội. Người ta trưởng thành trong phong trào là chứ không phải ngồi chơi mà trưởng thành, từ hoạt động thực tiễn mới đâu phải trưởng thành nha. Vậy thì phong trào công nhân này xuất hiện những công nhân ưu tú xuất sắc, lượng những ông này chấp nhận lý luận này là người ta tư tưởng và tham gia vào tổ chức có tên là đảng cộng sản. Và cái tổ chức đó lãnh đạo phong trào cộng sản, lãnh đạo phong trào các mạng quốc sản để thủ tiêu chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cho nên Mác cho rằng giai cấp công nhân muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình thì các ông dứt khoát ra thành đảng cộng sản, được chưa? Rồi, vậy thì với Hồ Chí Minh thì sao? Khi lựa chọn con đường cách mạng cộng sản thì đương nhiên rồi, khi lựa chọn con đường cách mạng cộng sản là con đường tiến tới. Thì Hồ Chí Minh cũng xác định đảng cộng sản Việt Nam cũng là dựa trên lý luận Mác Lênin là nền tảng tư tưởng. Và đương nhiên chúng ta cũng gắn với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Nhưng đến đây thì không thành công được đâu. Nếu chúng ta dừng lại đây, bởi vì sao? Công nhân Việt Nam có 1-2% dân số, làm sao giải phóng dân tộc được? Và Việt Nam còn chứng kiến các phong trào đấu tranh của giai cấp nông dân, của giai cấp công ty, của tư sản, của tiểu tư sản nó ghê. Nông dân Việt Nam có chống Pháp
Tư sản Việt Nam cũng chống phát nhưng không thành công. Những tiệm tư sản kinh doanh mua bán nhỏ lẻ trí thức chúng ta cũng chống phát. Ủa, đều chống phát mà. Cho nên người cho rằng là vậy Đảng Cộng sản Việt Nam khi xác định lực lượng là bằng dân tộc thì Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đảng của giai cấp công nhân mà đảng của cả dân tộc Việt Nam. Rõ chưa? Đây là sự khác biệt. Nó là sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Có thể không phù hợp với lý luận Bắc Kinh nhưng nó phù hợp Việt Nam. Vậy chúng ta chú ý. Và Đảng Cộng sản chúng ta sẽ xây dựng có trong đảng sẽ có công nhân có nông dân có phong kiến có tư sản có và có tiểu tư sản. Rõ chưa? Và đây là sự khác biệt. Nhưng có điều chính vì cái sự khác biệt này nên người phải luôn luôn ý học trò của mình. Những quan điểm này sau khi những quan điểm thành công nè, sau hết rồi chúng ta tìm được người nữa. Cũng như giữa năm đến năm ba người cũng lời phát. Người sau rồi đi như vậy đủ rồi, nghiên cứu đủ rồi về. Có điều làm thành viên của Đảng Cộng sản đừng phân công vị trí là đặc phái viên của Đảng Cộng sản làm trưởng tiểu ban nghiên cứu về công chương cho ban nghiên cứu thực hiện quốc pháp. Đấy, đừng như những cái bộ đó. Và Hồ Chí Minh là thành viên của Đảng Cộng sản nên không phải là quyền vô đủ chức vô lý luận được. Muốn đi công tác thì phải ta đồng ý, đừng đi. Là lúc này ngủ về nước, cao cho. Người ta cho rằng quan điểm này nguy hiểm rồi. Ông này ông nói thế nào được rồi. Thế là ông Chí Minh tìm cách thôi giờ người ta tiếp cận, người rời phát rồi đi xô. Qua Liên Xô, qua Liên Xô không ai ngó. Mặc dù đang làm việc trong tổ chức này không ai ngó tới, lơ luôn dường như là không biết. Và người ở đó kiên trì làm đủ mọi việc, không ai trả lương luôn, nghỉ trả lương thì ghét nghỉ trả lương. Người kiên trì làm đủ mọi việc, sống cực kỳ là vất vả, chịu khó. Chứ bây giờ về nước thì Việt Nam không gắn với các bạn thế giới chúng ta còn khó. Chứ không phải là không mua tiền vé về nước, không như vậy giờ lại không được. Cái vấn đề mình phải gắn kết vào để mình còn có sức mạnh của thế giới mà. Cho nên là người kiên trì hơn một năm thôi. Rồi kiên trì thúy một giờ, rốt cuộc đã thôi được rồi. Giờ tôi cho Hồng Chuyên đi công tác, rồi Việt Nam chứ không phải Việt Nam. Có đi không? Đi về Trung Quốc. Thế là từ Liên Xô cuối năm 1924 người rời Liên Xô người về Trung Quốc và kiếm một nơi gần nhất với Việt Nam và dừng chân lại, đó là Quảng Châu. Quảng Châu là nơi gần Việt Nam hơn. Mặt khác Quảng Châu khi Hồ Chí Minh về Quảng Châu là cuối năm 1924. Quảng Châu lại là vùng đất lúc người về đến nơi nó là một cái điểm á, một cái địa phương á, nơi đó là rất nhiều tư tưởng cộng sản ở các khu vực Đông Nam Á đang hoạt động cực kỳ sôi nổi này ơi. Nó là một mảnh đất màu mỡ, rất nhiều tư tưởng cộng sản trong khu vực này đang hoạt động. Và điều đặc biệt là tại Quảng Châu chúng ta đang có một tổ chức thanh niên nước Việt Nam đang tập hợp trong một tổ chức. Đó là Tâm Nông Sản. Các em có nghe tổ chức này không? Quảng Châu chúng ta đang có một tổ chức có tên là Tâm Nông Sản hoạt động ở đây. Và tổ chức này tập hợp những thanh niên yêu nước Việt Nam có xu hướng vô sản luôn. Chứ không phải một mình đời Nguyễn có đâu, họ cũng có xu hướng vô sản và toàn nền dân chí thức thôi. Gia đình họ có thể bố mẹ họ là tư sản, họ công kiến, kinh doanh mua bán nhưng họ là trí thức. Chắc chắn không phải công nhân mà nông dân. Dân có chữ đó, trí thức, họ qua đây, họ tham gia cái hoạt động này. Và muốn đăng là bận cho. Và khi Nghĩa Quốc về tới nơi thì Tâm Nông Sản vừa tổ chức ám sát tên toàn quyền nông dân nhưng không thành công. Tiến công Phạm Hồng Thái không thành công. Và khi bị thất bại thì nguy cơ Tâm Nông Sản, nguy cơ bị nặng trạng tiếp và rơi vào tình trạng căng thẳng của lực lượng nước Việt Nam này. Thì Nguyễn Ái Quốc về tới và người tập hợp toàn bộ lực lượng trong Tâm Nông Sản lại, tập hợp hết luôn. Tập hợp tất cả người trong Tâm Nông Sản lại và thành lập một tổ chức đáng tên là Cộng Sản Đoàn. Tổ chức này được thành lập vào đầu năm 1925, Cộng Sản Đoàn.
Và từ tổ chức này, người thành lập một tổ chức tiền thân của đảng, đó là Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Tháng 6 năm 1925, người thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên, và đây là tổ chức tiền thân của đảng. Từ tổ chức này không phải đảng cộng sản, nhưng từ đây sẽ là đảng cộng sản thành lập đó. Và tổ chức này được thành lập tại Quảng Châu, và ở tổ chức này được tập hợp thanh niên yêu nước Việt Nam truyền cho họ những quan điểm của mình. Đảng là cái gì, lực lượng tham gia là ai, đảng cộng sản phải như thế nào, chỉ cho ta. Rồi ở đây mở nhiều lớp đào tạo cán bộ ngắn hạn, đó là những người Việt Nam ở Việt Nam tìm cách qua Quảng Châu rồi tham gia lớp học này, bí mật tham gia lớp học này. Và tại đây người cũng làm rất nhiều gì nữa, là bằng uy tín của mình, tại đây người tập hợp với nước cộng sản công cuộc Đông Nam Á và thành lập một tổ chức có tên là Hội Liên Hiệp Các Dân Tộc Bị Áp Bức Á Đông. Hội Liên Hiệp Các Dân Tộc Bị Áp Bức Á Đông. Và tổ chức này được thành lập người, và qua đó đã giúp cho Hội Việt Nam Các Mạng Thanh Niên, lực lượng yêu nước của Việt Nam này nè, có cơ hội hoạt động có tính chất quốc tế hơn, không phải là lẻ lẻ mình, hợp tác với nhau một cùng làm. Và cũng tại đây qua các lớp học bắt đầu người lựa chọn, làm được rất nhiều việc nha, người lựa chọn và chọn những các học viên ưu tú xuất sắc gửi đi đào tạo tiếp. Cho nên môi quốc tế sẵn căng căng cả đây, mình phải biết né lại, kể từ từ mình cần họ mà. Sau đó người chỉ lựa chọn một số học viên ưu tú xuất sắc và gửi quốc tế cũng sẵn đào tạo giúp, và gửi đi học tại trường đại học Phương Đông, một cái trường đại học gọi là cái lò để huấn luyện đào tạo lực lượng đánh đập phong trào cộng sản toàn thế giới, do quốc tế cộng sản đào tạo tại Liên Xô. Nhiều thanh niên chúng ta được đến đại học. Rồi một bộ phận nữa người lựa chọn tiếp để gửi họ đi trường quân sự hoặc phối tại Trung Quốc, nhờ Trung Quốc đào tạo, và chúng ta chuẩn bị lực lượng đánh đập cho tương lai. Đấy, chứ không phải cái đùng cái khói đâu các em, chuẩn bị như vậy đó. Và thời gian làm việc tại Quảng Châu được có đến năm 27 là ta mới có thành. Vì lúc bây giờ Quảng Châu lại là khu vực nguy hiểm, thường chiến thạch bắt mới thì buồn đầy, ghê gớm lắm, và tất cả hoạt động này cũng thế. À, thì ngoài Việt Nam có làm thanh niên lúc bây giờ phải về nước. Sau năm chiến thạch 7 thì họ về. Rồi chúng mình cũng kết thúc hoạt động tại Quảng Châu và kết thúc tại Pháp và quốc tế cộng sản, chứ không cho về Việt Nam. Tóm lại, và cũng chính vì vậy khi xác định đảng cộng sản không chỉ là đảng của giai cấp công nhân và đảng của cả dân tộc Việt Nam, cho nên tại trong khi đào tạo lực lượng đấy là khi mà giảng dạy cho các học trò của mình thì người luôn nhấn mạnh thế nào, người luôn khẳng định thế này, chúng ta đây cả Hồ Chí Minh luôn, chúng ta đây nè là học trò nhỏ, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ. Mình là học trò nhỏ, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ, chúng ta là bầu bạn thân thiết của công nhân và công nhân. Công nhân là chủ và là gốc, còn mình là bầu bạn thôi nha. Mình là bầu bạn của công nhân. Vậy sau này khi thành lập đảng, lưu ý dùng cái đảng viên của đảng mà là trí thức, mà trí thức phải nông dân, phải công nhân đâu. Mấy ông này mới là ông lãnh đạo nè. Thì cho nên người mới cho rằng nếu sau này chúng ta thành lập đảng xong và chúng ta tập hợp lực lượng thì đảng sẽ lưu ý không khi nào được phép nhân nhượng một chút xíu quyền lợi nào của công nông mà đi hỏi chuyện với ta. Hãy nhắc thế này, bởi vì nếu không, nếu nhà lãnh đạo của chúng ta hỏi chuyện ngay, lợi ích cá nhân mình được đáp ứng, lợi ích giai cấp mình được đáp ứng, nhưng lợi ích của công nông thì chưa được đáp ứng. Và chúng ta vì lợi ích của mình mà ta thỏa hiệp với thực dân Pháp thì ta không tập hợp lực lượng toàn dân tộc nữa, và vấn đề dân tộc sẽ không bao giờ giải quyết được. Vì để giải phóng dân tộc, tập hợp lực lượng phải rộng rãi. Đây là điểm đặc biệt của chúng ta chuẩn bị. Nha, đấy một phân tích để chúng ta thấy. Cho nên là đảng của cả dân tộc. Nhưng khi mà Hồ Chí Minh nhắc nhở rất rõ, khi chúng ta tập hợp lực lượng là không được phép hy sinh lợi ích của công đồng, hy sinh lợi ích của họ vì lợi ích của một giai cấp nào đấy, là ta không đoàn kết nữa. Đây, đó là điểm đáng lưu ý nha.
Rồi cái điểm thứ tư liên quan đến quan hệ quốc tế. Thì người có xác định về mối quan hệ cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản ở đâu? Ở Trung Quốc, nghĩa là ở Pháp, nơi mà thống trị Việt Nam. Cách mạng Việt Nam là bộ phận cách mạng thế giới. Cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc xong lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng vô sản thế giới lên chủ nghĩa xã hội. Do nên chúng ta sẽ gắn kết chặt chẽ với họ. À, tuy nhiên về mối quan hệ này, theo quốc tế cộng sản họ chỉ đạo thế này: do giải phóng các cái thuộc địa, nhất là thuộc địa phương Đông cực kỳ nghèo, nghèo mà là hậu phong kiến còn đầy, cực kỳ là nặng nề, nên theo họ tại đây phải xử lý phong kiến cũng phải xử lý dân tộc. Và vì do là không đủ năng lực để chống dân tộc, nên họ cho rằng các quốc gia thuộc địa phương Đông, cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa ở đây không thể nào thành công nếu cách mạng vô sản ở Trung Quốc chưa thành công. Nên họ cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa chỉ có khả năng thành công khi nào cách mạng vô sản tại Trung Quốc thành công trước. Và do vậy thuộc địa phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Chính vì lẽ đó họ nói trước mắt mấy ông làm gì lo xử lý này truyền để đánh chút toàn bộ địa phương quốc tế này, đánh nó không còn đứa nào bên trong, giết hết luôn. Rồi sau đó khi nằm chống cái mất, muốn thành công, muốn chống Pháp thành công, chờ cơ bên này xử lý Pháp thành công, xử lý thằng thằng đế quốc Pháp bên này thành công, quan gì xử lý giúp mình này thành công, ý là không vậy. Hồ Chí Minh mới cho rằng tại sao các chúng tôi lại thuộc như vậy. Theo cái luận Mác Lênin, giai cấp công nhân muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân tự nhiên đó là trách nhiệm của giai cấp công nhân. Vậy thì tại sao các dân tộc muốn giải phóng dân tộc cho mình là phải chờ dân tộc khác giúp mình? Cho nên người cho rằng không phải vậy, các dân tộc hoàn toàn được chủ động làm việc này. Phản đối liền là người đã dùng hình ảnh thế này: nếu như tôi quý chủ nghĩa tư bản là một con đĩa trong tác phẩm bản án của đường dân Pháp người nêu, nếu như tôi quý chủ nghĩa tư bản là một con đĩa, con đĩa này nó có hai vò, hai vò này nó hoạt động với nhau để hút máu, ai biết không, em thấy đĩa chưa, thấy chưa, nhìn thấy đĩa chưa, thấy rồi đúng không, ghê lắm. Bữa nào đưa lên chân mình nhớ anh hồi xưa lúc đó cô nhớ có một câu gì ông ai ở đây, ai ở Bắc Liên, ai ở Cà Mau nhỉ, có đây là ta nói câu gì à, ở Bắc Cà Mau được phải, ta nói câu gì à, trên một cái nơi, cái xứ sở mà ở trên bờ thì mũi me như sáo thổi nhiều lắm, nhất là Cà Mau mũi ghê lắm, mũi giờ mất rồi. Các em chỉ có 7 giờ ngồi lắm, các cái chân mình nó đi vui. Là trên bờ thì mũi me như sáo thổi, dưới sông thì đĩa lời như bánh căng. Dân miền Tây cứ lời nghĩa là nhiều quá các em, là nhiều như bánh căng. Ghê không? Nhiều lắm. Đó là xứ sở một thời nó như vậy, nó có một đĩa là người ta biết nha. Rồi vậy lúc này người có quý tôn quý chủ nghĩa tư bản như một con đĩa, một con đĩa nó hay mọt. Vậy theo cách nói của quốc tế cộng sản, để cách mạng ở đây tiến hành trước, chống đế quốc trước, thì chẳng cách nào tôi giết con đĩa này tôi chặt một mọt. Nhưng trên thực tế cái vòi bị chặt, con đĩa này không có chết, và cái vòi bị chặt lại tiếp tục mọt ra trở lại, con đĩa nó vẫn tiếp tục sống và nó vẫn làm nhiệm vụ không chỉ nó đã từng làm trong quá khứ. Đó là hút máu, thậm chí hút cả mũ lên trên thực địa của chúng ta. Cái ngon nó cũng ăn, cái dở nó cũng ăn. Do vậy, muốn giết chết con đĩa này, dứt khoát phải đồng thời cắt đứt cả hai họ, nghĩa là bình đẳng trong quan hệ. Vậy thì trước hết, đây là mối quan hệ bình đẳng. Theo dùng thì các con phải phân tích cái câu bình đẳng về mối quan hệ các bạn thì mới tổng địa và chúng ta. À, không có gì lệ thuộc, bình đẳng hết đó.
giản dị như nhau. Rồi, mặt khác thì đều. Còn một điểm cho người hôm nay, tại chủ nghĩa tư bản, đế quốc có bóc lột tại chính quốc so với bóc lột tại thực địa thì rõ ràng tại thực địa bị nặng nề hơn, đúng không? Đúng không? Ai biết không? Tại đây bị nặng nề hơn. Ông này ông căng quá, ông dân đấu tranh quá trời, lấy từ này đem về này, cho nên bóc lột của lực lượng đế quốc đối với nhân dân của họ, đối với nhân dân Việt Nam thì tại Việt Nam bị nặng nề hơn. Việt Nam đã nghèo, bị ông có bóc lột nặng nề, đấu tranh quyết liệt mà rẻ hơn. Tự nhiên chỗ nào bị ăn đó, đề nhất sẽ đấu tranh quyết liệt hơn, ta chịu nổi. Rồi mặt khác người nói luôn, tại sao cái người đế quốc nó để đi thông tới thực địa thì nó căng thẳng với thị trường, đúng không? Và khi chiến các nước khác tại thực địa giải quyết khó khăn về thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ, thị trường nguyên liệu sản xuất, thị trường lao động cho đẻ mày, vậy họ lấy hết cái nguồn lực ở đây làm giàu cái chính quốc. Cho nên thuộc địa nó trở thành mầm sống của chủ nghĩa tư bản, thuộc địa đã trở thành thôn mắc xích yếu nhất của chủ nghĩa tư bản, vì nó đang nuôi chủ nghĩa tư bản mà. Vậy thì người cho rằng vậy nói thế tôi quý lại là nếu tôi quý chủ nghĩa tư bản là một con rắn độc thì nồng đồng và sức sống của chủ nghĩa tư bản chắc chắn không phải ở đây mà phải ở đây. Cho nên muốn giết chết con rắn độc tư bản chủ nghĩa theo cách nói của tế cộng sản xử lý ở đây chẳng khác nào chặt cái đuôi, chắc chắn con rắn không có chết đâu, nó có thể bị mất máu, nó có thể bị tổn thương, bệnh hại, mất cái đuôi không, nó không chết, mà trong cơn đau đớn cái đầu nó quay lại nó còn chết rồi mà. Cho nên người cho rằng muốn giết chết con rắn này dứt khoát phải xử lý nó, xử lý cái khâu mắc xích yếu nhất của người tư bản đó là thực địa. Do vậy đó là người đi đến luận các mạng giải phóng dân tộc thực địa trong mối quan hệ các mạng vô sản thì hoàn toàn chủ động và khả năng làm lựa chung. Em phân tích cái này rồi còn đấy. Và tại sao là thế? Lý giải nó hoàn toàn có thể. Tại sao nó không có lợi thế? Các dân tộc phải tự giải phóng chính mình. Sự nghiệp giải phóng dân tộc tự các dân tộc phải làm. Tại sao bắt chúng tôi ngồi đợi? Và quan điểm này đã góp phần làm phong phú cho ngành lý luận trong các ngành thế giới, đúng không? Và đã được Việt Nam chứng đúng. Chúng ta tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thành công năm 1945 và cho đến giờ phút này cách mạng vô sản Pháp chưa thành công. Có thành công không em? Đã thành công đâu? Vậy nếu chúng ta còn đợi họ thì như thế nào? Không có chuyện đợi nha. Và đó là điểm chúng ta chú ý ghi cho cô được không nhỉ? Mai mốt bắt phân tích để chúng ta hả? Để đất ơi, thầy mốt cô yêu cầu phân tích nó, cái nội dung này quan trọng, nó mấy cái bài tập không phân tích cái này là chết đi cô. Nhóm nào phân tích được cái này là nó điểm ra. Cô thì có mấy cái điểm mà cô lưu ý, cho nên có những phần em copy chỗ khác nhưng phần này không copy được mà phải biểu để mà trình bày. Rồi tự ghi đi nha, thầy mốt sẽ đầy bài tập thì chúng ta cần xử lý đó. Còn ta bên nguyên cái nội dung như cô vào không đọc điểm đâu, như cái kịch bản cho slide không có điểm đâu vì chưa có phân tích gì hết, được chưa? Đấy rõ ha, phân tích làm rõ chủ động và khả năng trả lời chung. Và cuối cùng là về phương pháp cách mạng, và tất cả những quan điểm này đã được truyền vào Việt Nam và góp phần là giúp cho cái đứng cách mạng vô sản qua điểm Hồ Chí Minh đã làm cho các bạn Việt Nam phát triển theo hướng cộng sản rất là rõ và dần trở thành lập đảng cộng sản Việt Nam.